Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Tiếp tục những chuỗi video nói về thị trường bất động sản, cùng với chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân liên quan tới thị trường bất động sản, những gì nó đang diễn ra tại thị trường. Thì hôm nay em xin gửi đến quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn những cái điều mà chúng ta cần phải nắm kỹ để tránh những cái rủi ro khi mà chúng ta đi mua những cái lô đất nền. Và trên đây là những cái ý kiến cá nhân thôi, những cái quan điểm cá nhân dựa vào những cái trải nghiệm thực tế của em tại thị trường thôi. Thì nó cũng sẽ có thể là đúng, cũng có thể sẽ là sai, tùy vào cái quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên thì dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của em thì em hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được đến với quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một vài thông tin nào đó trong việc là lựa chọn cũng như là phòng tránh những cái rủi ro ha. Đứng trước những cái làn sóng phải nói rằng là nó biến đổi tại thị trường bất động sản. Cách đây vài tháng thì có những cái cơn sốt chung cư, tình trạng là thổi giá chung cư tăng lên cao. Và sau 1-2 tháng gần đây thì đang có dấu hiệu là giảm lại. Tuy nhiên thì cái làn sóng thổi giá nó lại chuyển sang là loại hình đất nền. Để mà phòng tránh những cái rủi ro có thể sẽ xảy ra thì mọi người hãy nên lưu ý vài điểm sau đây ha. Khi mua đất nền giá rẻ để mà chờ tăng giá, nó là một cái cách đầu tư phổ biến hiện nay của rất là nhiều người. Tuy nhiên, nếu như mà giá thành của đất nền nó giảm nhiều so với cái khu vực thì nhà đầu tư cần phải là cẩn trọng. Những người mua bất động sản những cái nơi đó thì cần phải cẩn trọng xem xét là cái tính khả thi và cái khả năng hoàn thiện của cái dự án đó là như thế nào. Đừng có vì ham rẻ rồi mua vào nhưng mà lại không được bán ra. Nó sẽ khiến cho nhiều người rơi vào cái tình huống là mắc kẹt và chôn vốn như những cái đợt sốt đất trước đây đó quý cô chú anh chị. Ví dụ như những cái chiêu trò bán đất nền siêu rẻ, giảm giá, thậm chí là những có những nơi họ có những cái chiêu trò là tặng vàng, tặng đồ đó. Thì mọi người hãy cực kỳ lưu ý đối với những cái trường hợp đó nha. Nó y như một cái hệ thống phân phối đa cấp vậy đó quý cô chú anh chị. Những cái bẫy lợi nhuận siêu khủng nó sẽ khiến cho hàng ngàn người bị sập bẫy, giống như cái vụ của địa ốc Alibaba trong vài năm trước đó quý cô chú anh chị. Và thực sự đối với những người mà mua bất động sản mà lâu năm, những người mà đầu tư chuyên nghiệp rồi á, thì thực sự đối với họ là họ phải tìm hiểu kỹ những cái chủ đầu tư, lịch sử hoạt động và vận hành của các dự án đó như thế nào, nó có được bàn giao đúng tiến độ hay không đó, hay là nó có được bàn giao sổ hay không, hay là chỉ là trên giấy thôi đó, hay là trên hợp đồng không thôi, rồi những cái lời hứa đều trên hợp đồng hết. Đó, mua thì không có giấy tờ hẳn hoi, chỉ có là đi công chứng là cũng công chứng hợp đồng mua bán với nhau thôi. Cho nên đó là không có một cái thông tin gì, không có một cái pháp lý nào minh chứng cho những cái dự án đó nó sẽ có cơ hội ra sổ. Và ngoài cái việc mà nếu chúng ta làm việc thông qua môi giới hay là các sàn giao dịch đó, thì cũng phải cực kỳ cẩn thận, ghi lại mọi thỏa thuận chi tiết. Và nhiều khi là chúng ta phải ghi âm hay là quay video gì đó để làm minh chứng luôn, để phòng cho những cái trường hợp rủi ro sau này. Còn theo ý kiến cá nhân của em bây giờ thì nếu như những ai đang có ý định mua bất động sản á, thì mọi người hãy tìm hiểu kỹ nha. Bây giờ là mua đất nền á, là phải có sổ luôn. Chứ đừng mơ mộng vào những cái khu đất nền mà nó chưa có sổ, hay là những cái dự án mà đang hình thành chưa có ra sổ. Tại vì sắp tới đây thì luật nó sẽ thay đổi, và chưa chắc là những cái khu dự án đó sẽ được ra sổ như đã định hả quý cô chú anh chị. Và hiện nay thực tế thì cũng chưa có một cái quy định chính thức nào để mà quy định về một cái sàn giao dịch bất động sản nó quy chuẩn hết. Vì vậy cho nên là nó dễ sinh ra các hiện tượng là các sàn giao dịch họ hoạt động thiếu chuyên nghiệp, nó không có tính minh bạch, thậm chí là lừa đảo, trục lợi khắp nơi. Và cái lời khuyên cho những ai mà đang quan tâm tới những cái khu đất nền, thì bây giờ khi mà giao dịch bất động sản thông qua môi giới hay là công ty thì chúng ta cần phải yêu cầu họ cung cấp những cái giấy tờ cần thiết để chứng minh là cái vị trí dự án nó nằm ở đâu, có giá trị pháp lý đối với cái chủ là công ty hay là các sàn giao dịch đó hay không, năng lực của chủ đầu tư là ai, như thế nào và nó đến đâu, và cái giấy ủy quyền môi giới về cái việc ký hợp đồng là các cái công ty môi giới đó là được giấy ủy quyền đó từ ai, nó có hợp lệ hay không, thì chúng ta phải kiểm tra thật kỹ nha quý cô chú anh chị. Trên thực tế thì có nhiều cái trường hợp như thế này nè, khi mà chúng ta đi xuống một cái bất động sản xem, thì nhân viên môi giới của một cái
sàn giao dịch A họ chào bán, thì họ kêu là cái dự án này thuộc chủ đầu tư B, thì bên chủ đầu tư đó có ủy quyền cho bên sàn giao dịch bất động sản này để mà bán rồi, có giấy ủy quyền hẳn hoi, rõ ràng hết, chưng ra đầy đủ hết luôn. Tuy nhiên thì khi mà bán nhận cọc xong xuôi hết rồi thì lại xảy ra tình trạng là trục trặc. Bên chủ đầu tư nói thì tôi làm gì có ủy quyền đâu. Nhiều khi là cái giấy ủy quyền đó cũng sai luôn quý cô chú anh chị. Cho nên là khi mà bán một cái bất động sản thì mình phải giao dịch được với chủ, còn thông qua công ty môi giới thì cũng hên xui. Thực tế là như vậy. Cho nên là hiện nay nhiều nơi bây giờ thì loạn lên hết, không biết đâu là chủ, đâu là thật hết. Bây giờ những cái lô đất mà nó có sổ rồi ấy, hay là những cái nơi mà nó đã có sổ rồi ấy, mà nhiều khi môi giới họ còn nhận vơ nữa, họ kêu đó là đất của mình nữa, mình là chủ nữa. Cho nên là cũng rất là khó để mà chúng ta xác minh, đi tìm hiểu. Bây giờ nha, một cái cuốn sổ hồng người ta đưa cho mình coi cái bản photo thì chưa chắc cái sổ hồng đó là nó chính xác. Tại vì bây giờ để mà kiểm tra chủ bất động sản, chủ của một cái lô đất A, lô đất B nào đó, rất khó để kiểm tra. Quý cô chú anh chị và các bạn thử cầm một cái cuốn sổ bản gốc luôn nha, mang ra Ủy ban Nhân dân quận á, ra những phòng tài nguyên môi trường á, để kiểm tra coi bên đó có trả lời không. Đó là thông tin bảo mật, người ta không trả lời cho là chủ của cái lô đất đó là ai hết. Cho nên cái việc xác minh chủ sở hữu của một lô đất nó khó, cực kỳ khó. Nó khó hơn chúng ta đi mua một cái căn nhà phố. Chúng ta có thể là hỏi anh A, anh B, anh C là cái lô đất đó là của ai, bây giờ ai là chủ. Nó rất là dễ. Tuy nhiên thì bây giờ có giấy tờ hẳn hoi luôn, chúng ta cầm đi xác minh cũng không xác minh được. Trừ khi là cái lô đất đó người ta đã từng giao dịch ở một văn phòng công chứng nào gần đó rồi, thì chúng ta mang cái sổ đó đó ra phòng công chứng đó. Ý là đã giao dịch rồi nha quý cô chú anh chị, thì chúng ta mang ra phòng công chứng đó thì người ta còn lưu cái hồ sơ, thì người ta sẽ kiểm tra lại coi thử coi phải anh đó là chủ hay không, thì bên đó kiểm tra được. Em đã từng cầm một cái cuốn sổ rồi, em đi xác minh tất cả luôn, đi ra phòng tài nguyên cũng đi rồi, đi ra phòng công chứng cũng đi rồi, tuy nhiên thì cái lô đất đó chưa có giao dịch ở đâu hết, rất khó để mà chứng minh được rằng là cái anh đó là chủ. Cho nên là bây giờ ở trên thị trường có rất là nhiều cái trường hợp nhận vơ, có nghĩa rằng là vơ rằng là tôi nhận cái lô đất đó là của tôi, anh mua đi thì tôi trả giá cho anh một cái mức giá nó rẻ, người ta tự thỏa thuận mình luôn, mà cái thằng bán cho mình là thằng môi giới. Đến lúc mà khi mà chúng ta đã đi mua xong xuôi hết, đặt cọc cho nó xong xuôi hết rồi, nó bốc hơi mất tiêu rồi, xong rồi chúng ta đi tìm chủ là ai, rồi đi kiện tụng thế nào, trong khi chúng ta chỉ có nhìn được qua cái bản photo thôi, đã đặt cọc rồi. Cho nên là nhiều người ở thực tế hiện nay đi mua đất nền hay là đi mua những cái bất động sản nói chung thì hầu như là chúng ta không có kiểm tra kỹ về cái vấn đề pháp lý, cũng như là xác minh rằng là thằng nào là chủ, ai là chủ bất động sản đó. Cho nên là rất là khó hơn với cô chú anh chị. Nên nhớ, khi giao dịch bất động sản, kể cả những cái bất động sản chưa có sổ, thì giấy tờ giao dịch phải rõ ràng, đóng dấu đỏ đàng hoàng, không có thông qua cái giấy tờ photo. Khi mà nhân viên môi giới họ đưa ra cho mình là toàn giấy tờ photo không à, kêu là dự án này đã được phê duyệt quy hoạch rồi, sắp tới sẽ được làm đường A, đường B, đường C gì đó, anh chị sẽ là được mặt tiền, rồi cái lô đất này là bên em sẽ chia ra, anh chị được ngang 5 dài 20 chẳng hạn. Tuy nhiên đến thì thực tế được bàn giao chỉ có là ngang 5 dài là 18, 19 gì thôi, thiếu đi mấy mét. Thì cái đó là một cái rủi ro trong cái sự giao dịch bất động sản mà chúng ta không có sổ ha. Còn đối với những cái trường hợp bất động sản nó có sổ rồi, nếu vẫn có xảy ra rủi ro nữa quý cô chú anh chị. Và ở những cái clip sau thì em sẽ nêu ra một vài cái để cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể nắm rõ hơn cho từng chi tiết cụ thể nha. Chứ còn mà một video em cũng không có nói hết được các vấn đề. Thế cho nên cái lưu ý thứ hai của em muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta chỉ giao dịch khi mà có giấy tờ rõ ràng. Phải rõ ràng nha quý cô chú anh chị. Khi mà mua đất sổ chung, người ta hay nói là một cái điều tối kỵ trong bất động sản, bởi rất là nhiều các vấn đề rắc rối nếu như nó xảy ra tranh chấp. Và bây giờ đối với những người đầu tư hay những người mua bất động sản thì thường là họ sẽ không mua những cái lô đất sổ chung đâu. Mà bây giờ những cái lô đất sổ chung em thấy trên thực tế hiện nay nó chỉ dễ dàng bán cho những người mà mua lần đầu,
Đó là một cái lưu ý của mình ha. Khi mà mình mua lần đầu, không mua sổ chung. Không có nghe một anh nào cam kết rằng là sổ đó nó tách ra làm đôi được hết. Trước đây em cũng đã từng đi xem một cái căn nhà cho khách hàng, mà cái căn nhà đó lại là sổ chung của cả gia đình. Có nghĩa rằng là một cái gia đình ba người là chung một cuốn sổ đó. Và bây giờ miếng đất đó họ chia thành ba cái rồi. Họ nói rằng là bây giờ một anh trong đó bán ra thì sẽ thực hiện là tách cái thửa đất đó ra riêng cho một người. Và hiện trạng là ở xung quanh đó là có ba căn nhà rồi trên một lô đất. Và đó chỉ là lời hứa thôi. Trên mà cầm cái hồ sơ mang lên trên quận hỏi cái thửa đất này nè được tách ra làm ba hay không thì y như rằng là không được luôn. Tại vì nó không đủ diện tích là cái thứ nhất. Cái khu vực đó không hỗ trợ cho tách thửa là cái thứ hai. Và khu vực đó nó không phù hợp quy hoạch là cái thứ ba. Cho nên là chúng ta đừng có nghe những cái lời hứa, ngay cả khi khu đó được phân lô mà chưa có sổ, mà chúng ta phải đành mua sổ chung để đợi mà tách sổ ra thì thôi khỏi mua. Còn tốt nhất mua luôn cả đôi, hoặc là mua luôn cả ba như vậy. Thì cái đó của riêng mình, nó là sổ riêng. Chứ đừng mà để mà mua chung, mình sẽ chung với một người này, một người kia. Em thấy trên thực tế cũng có rất là nhiều người hùng vốn với nhau để mà đi mua bất động sản, xong rồi làm ra một cái cuốn sổ, ba cuốn sổ như nhau, cùng thửa đất như nhau, nhưng mà là ba tên khác nhau. Có nghĩa rằng là ba người đó đều sử dụng một cái cuốn sổ y hệt nhau luôn, chung một thửa đất. Và họ không có quyền cầm cuốn sổ đó đi mua bán hay là đi thế chấp ngân hàng. Không có quyền gì hết. Khi mà hai anh còn lại không chịu ra ký thì coi như là xong luôn. Cái thửa đất đó là đang của ba người, thì ba người phải đồng lòng ra ký mới được. Và thế chấp là phải thế chấp toàn bộ chứ không thế chấp một phần. Ngay cả ngân hàng cũng không chấp nhận cái phần đó. Cho nên đó là mọi người hãy lưu ý, không mua đất sổ chung, và mình cũng không chung với ai để mà mua đất hết. Đủ tiền thì hãy mua, còn không thì thôi ha, đừng có mà cố làm chi. Đó là một cái lưu ý mà em nghĩ rằng là mọi người hãy nắm kỹ nha. Một cái lưu ý cuối cùng dành cho những ai mà đang định mua những cái lô đất dự án, thì mọi người hãy lưu ý những cái pháp lý của dự án đó, bao gồm là các quyết định phê duyệt dự án nè, các quyết định giao đất của nhà nước nè, rồi các chứng nhận về quyền sử dụng đất đó có hợp lệ hay không, giấy phép về việc phân lô bán nền do Ủy ban Nhân dân tỉnh họ cấp, bản vẽ thi công được phê duyệt nè, các giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các văn bản nghiệm thu hoàn thành nghĩa vụ xây dựng cơ sở hạ tầng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và bản đồ quy hoạch 1/500 chi tiết của nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt nha quý cô chú anh chị. Và nếu như chúng ta kiểm tra những cái thông tin như vậy mà chủ đầu tư, chủ dự án đó họ không chứng minh được, hay là họ không có đưa ra, họ không show ra cho mình xem được, thì mọi người hãy cẩn thận đối với những cái dự án loại đó nha. Tại vì nó đang thiếu những cái vấn đề pháp lý liên quan tới dự án, những cái pháp lý cơ bản. Và chúng ta cũng có thể đối chiếu những cái văn bản đó ở văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường hay là Ủy ban Nhân dân. Và bên cạnh đó thì là chúng ta phải kiểm tra thông tin qua ngân hàng nữa. Cho nên á, là trong trường hợp mà chủ đầu tư họ không có đưa ra được những cái giấy tờ như trên thì mọi người hãy cân nhắc không nên mua nha. Cũng đừng có nghe những cái lời hứa hẹn là sắp tới sẽ được phê duyệt, hay là sắp tới sẽ được cung cấp, sẽ được nhà nước cấp cho cái quyền phê duyệt những cái dự án đó. Không có hứa như vậy được. Khi mà nó đã có rồi thì người ta mới được phép bán nha quý cô chú anh chị, chứ không được bán trước khi các giấy tờ này nó có. Và đó là một vài lưu ý tại thị trường đối với những ai mà đang muốn mua những cái lô đất nền, mục đích là để ở hay là để đầu tư kinh doanh hay là mua tích lũy, thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để ý những cái vấn đề đó. Đây là những cái vấn đề cơ bản khi mà chúng ta giao dịch bất động sản thôi, thì em hy vọng rằng sẽ giúp ích được đối với mọi người để mà chúng ta kỹ hơn, tìm hiểu rõ hơn về một cái bất động sản ha, để mà tránh tiền mất tật mang khi mà đầu tư đất nền. Cuối cùng thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Kênh Bất Động Sản Thường Ngày thì chuyên về chủ đề bất động sản, những gì liên quan tới bất động sản, những cái gì liên quan tới thị trường, cũng như là mối quan hệ giữa bất động sản và ngân hàng.
dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của em đã từng làm tại thị trường cũng như là từng trải nghiệm tại thị trường thôi quý cô chú anh chị. Và hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được đối với mọi người những cái nhìn thực tế tại thị trường cũng như là những cái rủi ro có thể sẽ xảy ra trong tương lai nếu như chúng ta giao dịch trong thị trường bất động sản. Tiếp tục những chuỗi video cảnh báo những cái rủi ro liên quan tới giao dịch bất động sản, thì hôm nay em xin gửi đến quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn một cái cảnh báo rủi ro khi mà chúng ta đặt cọc công chứng ha, và chúng ta sẽ có một vài hướng giải quyết thực tế. Như quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi là hiện nay với các bất động sản nó có giá trị lớn thì để mà đảm bảo an toàn cho người mua thì người mua thường là họ sẽ đề nghị đặt cọc bên phòng công chứng. Và nếu như đã ra phòng công chứng ký rồi thì chúng ta thường nghĩ là còn cái bẫy gì ở đây nữa. Nhưng mà trong một số trường hợp thuận buồm xuôi gió thì không nói tới, sau một khoảng thời gian đặt cọc thì hai bên tiếp tục mua bán thì nó đã quá tốt rồi. Tuy nhiên thì trên thực tế nó có rất là nhiều các nguyên nhân dẫn đến là hai bên không thể thực hiện tiếp tục mà tiến hành việc mua bán được nữa. Thì lúc này toàn bộ cái bất lợi đều thuộc về bên bán, còn người mua thì họ sẽ nắm hết đằng cán. Do đó thì hôm nay mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu sâu hơn ở trong clip này nha. Có những cái rủi ro nào khi mà chúng ta đi đặt cọc công chứng. Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra là hợp đồng đặt cọc thì có cần phải đi công chứng hay không? Trên thực tế thì hầu hết các giao dịch họ thường là dùng các hợp đồng viết tay thôi và có sự làm chứng của môi giới cũng như là một cái công ty thứ ba, công ty môi giới bất động sản chẳng hạn, hoặc là nhờ một cái người quen nào đó uy tín họ làm chứng cũng được. Tuy nhiên là có một vài trường hợp là người mua nhà lần đầu họ chưa có yên tâm để mà họ đặt cọc bằng tay như vậy. Và nhiều lúc thì giá trị bất động sản cũng rất là cao, cho nên là hai bên mới đề nghị là thôi, để tin tưởng thì đi đặt cọc ở văn phòng công chứng đi cho nó an toàn. Vậy thì hợp đồng đặt cọc nó có những cái điểm lợi và điểm hại gì khi mà chúng ta đi công chứng ha? Nếu như đối với bên mua thì sẽ kiểm tra được pháp lý bất động sản trước khi giao dịch. Bởi vì mà nếu như bên bán họ nhận cọc giấy tay của nhiều người, họ không bán chỉ có riêng mình đâu, họ bán giấy tay cho nhiều người, thì cái hợp đồng đặt cọc công chứng nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Và bên bán họ khó có thể mà đổi ý không bán hay là họ dở chứng họ bẻ cọc mình. Và lúc này thì cái quyền lợi của bên mua sẽ được bảo vệ tối đa ha. Và còn đối với bên bán thì sao? Nếu như mà đi đặt cọc công chứng thì đối với bên bán thì họ sẽ chứng minh được cái tính minh bạch của cái tài sản của họ. Trong cái giao dịch chuyển nhượng đó thì họ muốn chứng minh rằng là tài sản tôi sạch, tôi làm ăn uy tín thì ok, đi công chứng. Còn nó rủi ro, có một cái điểm rủi ro này cho bên bán là nếu như người mua, bên mua họ bỏ cọc họ đi mất, họ không mua nữa mà họ cũng không quay lại để mà thanh lý cái hợp đồng đặt cọc luôn, không có thanh lý tại phòng công chứng, thì cái tài sản đó coi như là bị treo lại, không thể nào mà giao dịch được. Bên bán họ muốn trở về một cái tài sản sạch, có nghĩa rằng là chưa giao dịch với ai, thì khi mà hết hạn của cái hợp đồng đặt cọc công chứng á, thì ngay cái thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng phải mời bên thừa phát lại họ tới lập vi bằng và sau đó phải nộp hồ sơ khởi kiện ra tòa án để mà giải quyết bãi bỏ cái hợp đồng đặt cọc đó. Và lúc này thì bên bán sẽ mất rất là nhiều thời gian và thủ tục rất là rườm rà. Vậy thì cái bẫy trong hợp đồng đặt cọc công chứng là như thế nào? Thì như chúng ta đã biết thì hợp đồng đặt cọc công chứng nó sẽ có một cái câu là nếu đến hạn ghi trong hợp đồng cọc, nếu hai bên không thể mà tiến hành việc mua bán, không thể đi công chứng được thì tự thanh lý và hết hiệu lực. Và chính vì cái câu đó cho nên là bên bán họ sẽ yên tâm, họ ra ký và họ sẽ nghĩ rằng là bên mua mà không mua nữa thì mặc định là họ sẽ mất cọc và mình hoàn toàn có cái quyền tiếp tục bán cái bất động sản đó cho người khác. Tuy nhiên thì đời nó sẽ không như là mơ. Trên thực tế thì khi mà đến hạn hợp đồng cọc á,
thì để cái nhà đất đó có được tiếp tục giao dịch hay không thì bên bán phải năn nỉ người mua cùng ra cái văn phòng công chứng và hủy cái hợp đồng đặt cọc công chứng đó. Thì trường hợp mà bên mua họ không đồng ý ký hủy thì cái hồ sơ đó nó vẫn treo trên hệ thống và bên bán họ không thể đi sang tên cho người thứ ba được. Và mọi người nên hiểu rằng là như thế này, khi mà đã ký hợp đồng công chứng đặt cọc rồi á, thì hợp đồng đó nó đã treo trên hệ thống chung rồi. Nếu như mà không có văn phòng công chứng họ hủy đi thì cái hợp đồng đó sẽ bị treo mãi mãi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là có cái câu mà sau một cái khoảng thời gian mà anh bên mua anh không tới mua thì mặc định là cái hợp đồng nó bị hủy là nó được hủy đâu nha. Cho nên là quan trọng nhất là cái văn phòng công chứng đó có thể hủy được hay không. Và ngay lúc đó vẫn phải theo nguyên tắc cứng nhắc là cần bên mua ra ký và thu hồi lại cái bản hợp đồng đặt cọc công chứng trước đó thì mới hủy được. Còn mình thích thì mình viết cái gì trong hợp đồng nó cũng như vậy thôi. Cho nên là một cái rào cản, một cái bẫy là nó nằm ở đây hả quý cô chú anh chị. Thế cho nên trên thực tế thì có nhiều chủ bất động sản họ biết cái vấn đề này, cho nên là họ rất là ngại đi ra đặt cọc công chứng. Và nói tới đây thì có nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao bên mua lại không ra ký hủy hợp đồng đặt cọc công chứng. Bởi vì khi mà bên mua họ ra họ ký hủy thì họ sẽ lấy được cái tiền của mình, thậm chí là họ sẽ được nhiều cái quyền lợi khác à. Nhưng mà trên thực tế thì cũng có rất là nhiều các trường hợp nó xảy ra ha quý cô chú anh chị. Bởi vì á, cái thời hạn mà bên mua đã quá hạn rồi đi ra thì nếu mà hủy theo hợp đồng á, thì bên mua sẽ không có được nhận lại cái khoản tiền đó. Cho nên là bên mua còn cái quyền lợi nào đâu. Thứ hai là có thể là bên mua họ lướt cọc và họ lướt không được và họ sẽ không có tiền, cho nên là họ sẽ chơi trò câu giờ, họ ép là bên chủ phải bán hoặc là xin lại cái tiền cọc đó họ mới chịu ra ký. Có nghĩa rằng là bên bán muốn bán thì ông phải trả tiền cho tôi cho dù là tôi đang quá hạn à. Có nghĩa rằng là ví dụ như mình đã đi đặt cọc 500 triệu cho một cái chủ bất động sản rồi, đi đặt cọc công chứng luôn. À, tuy nhiên thì quá thời gian mình lại xoay tiền không kịp à, nhưng mà mình lại không chịu ra, mình lì luôn à, và mình kêu rằng là anh muốn tôi ra ký thì anh phải trả cái khoản tiền đó lại cho tôi à, thì tôi mới ra hợp tác với anh, tôi ký cho nó xong chuyện. Có nghĩa rằng là bên mua họ sẽ ràng buộc bên bán là phải trả lại cho họ thì họ mới chịu ra ký. Và có một cái lý do nữa là lý do thứ hai là bên bán họ lại không biết là phải hủy cái hợp đồng đặt cọc đó mới được bán cho người khác. Họ cứ nghĩ rằng là bên mua mà không ra nữa thì nó đã quá hạn hợp đồng đặt cọc rồi thì mình cứ việc bán cho người khác thôi, và thế là để đi nhận đặt cọc viết tay của bên thứ ba, bên khác nữa. Và cũng có thể là bên mua họ cắm vào trong đó để họ cài, và lúc này thì bên bán sẽ rơi vào cái thế bí là phải chấp nhận theo cái yêu cầu của bên mua. Bởi vì nếu như mà không bán cho cái bên thứ ba thì phải đền cọc cho bên thứ ba chẳng hạn à, quá thời gian mà bên bán lại không có đủ cái khả năng, không có giải quyết được à, thì phải trả cọc hoặc là đền cọc gấp đôi cho bên thứ ba. Mà không khéo là bên thứ ba này là bên của cái bên mua đầu tiên họ cài vào. Cho nên đó là trong cái trường hợp này thì rất là nhiều các cạm bẫy xung quanh thôi quý cô chú anh chị. Khi mà thị trường bất động sản nó nóng sốt lên, giá nó ngày càng tăng lên thì mọi việc đều có thể diễn ra. Và nếu như thị trường nó hạ nhiệt á, thì đặt cọc công chứng sẽ là một cái bẫy được dùng để thao túng người bán. Họ ép người bán bán với một cái mức giá mà họ mong muốn. Còn nếu mà bên bán muốn đơn phương hủy cái hợp đồng đặt cọc công chứng này thì chỉ có một nước duy nhất là ra khởi kiện tại tòa thôi. Và đã ra tòa thì cứ xác định là trung bình là 2 đến 10 năm mới xử xong nha. Nó rất là lâu luôn. Và có một cái câu hỏi đặt ra là có nên đi công chứng hợp đồng đặt cọc hay không? Thì nếu mà như đã trả lời cái câu hỏi này thì mình phải đặt mình ở một cái khía cạnh là mình là bên mua hay mình là bên bán. Nếu như bên mua thì ví dụ như mình sợ rủi ro thì mình nên yêu cầu bên bán họ đi đặt cọc công chứng, tại vì quyền lợi nhiều nhất là bên mua mà.
Còn nếu mà là bên bán thì là bên bán lại rất là sợ khi mà đi đặt cọc công chứng. Vậy thì có một cái cách nào để mà hài hòa lợi ích giữa hai bên hay không? Bởi vì nếu như chúng ta không đi đặt cọc công chứng thì thực sự nó sẽ đi kèm với các rủi ro khác trong giao dịch bất động sản. Ví dụ như là trường hợp sổ giả nè, chủ nhà giả nè, bên bán nhận đặt cọc của nhiều người nè, rất là nhiều các hành vi mập mờ khác xung quanh nữa. Và nói chung tóm lại thì theo ý kiến cá nhân của em thì mọi người nên vẫn đi đặt cọc công chứng cho nó yên tâm. Tuy nhiên đối với bên bán, để mà đảm bảo được cái quyền lợi của mình thì nên yêu cầu bên mua đã ra đặt cọc công chứng rồi thì nên đặt cọc nhiều, 30 hay 50% gì đó giá trị của bất động sản đi. Thì khi mà đặt cọc càng nhiều thì cái rủi ro cho bên bán nó sẽ ngày càng ít đi hơn quý cô chú anh chị. Bởi vì mà bên mua họ đặt cọc nhiều quá thì cái tiền của họ đã bị chôn vào cái tài sản đó rất là nhiều rồi. Cho nên nếu như họ dỡ các chiêu trò ra thì họ phải đắn đo, suy nghĩ. Đó là một cái cách hạn chế phần nào cái rủi ro cho bên bán thôi ha. Đó, vậy bây giờ thì giá trị của bất động sản cho là 1 tỷ đi, thì anh đặt cọc cho tôi 300 triệu hay 500 triệu gì đó đi. Như vậy thì trường hợp nếu như mà không thực hiện được giao dịch á, thì phải cần mất thời gian ra tòa để mà xử lý cái hợp đồng đặt cọc này, thì bên bán họ cũng chịu ít cái thiệt thòi hơn. Hiện nay thì cái hệ thống công chứng tại một số tỉnh á, nó vẫn còn chưa có liên thông với nhau được, dẫn đến có trường hợp á, là đi công chứng ở một cái văn phòng này mà không ra hủy thì vẫn lại mang ra những cái văn phòng công chứng khác lại công chứng vẫn được. Thế cho nên á, nếu như mà gặp cái trường hợp bên mua họ không đến văn phòng công chứng để mà làm thủ tục chuyển nhượng như cam kết thì bên bán phải yêu cầu văn phòng công chứng lập cái biên bản sự việc và ký tên vô, hoặc là liên hệ bên thừa phát lại họ lập vi bằng tại cái thời điểm đó để mà chúng ta làm bằng chứng nha. Sau đó thì chúng ta sẽ kiện ra tòa để mà yêu cầu tuyên vô hiệu cái hợp đồng đặt cọc đó. Và tất nhiên là cái cách này nó sẽ mất thời gian, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn là cái thời gian kiện tụng sau này. Nó mất thời gian rất rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Còn về phía người mua thì nếu như đến hạn chuyển nhượng rồi mà bên bán họ vì lý do nào đó họ yêu cầu thay đổi cái địa điểm và cái thời gian ký hợp đồng á, thì mình phải ngay lập tức yêu cầu bên bán cùng mình đến văn phòng công chứng để mà sửa đổi cái hợp đồng đặt cọc đó theo thỏa thuận nha. Và nếu như mà bên bán họ không có mặt được thì chúng ta sẽ yêu cầu văn phòng công chứng viên lập cái biên bản ký vào đó, hoặc là liên hệ bên thừa phát lại họ tới lập cái vi bằng. Và chúng ta sẽ tuyệt đối không thỏa thuận qua điện thoại hoặc là Zalo gì đó, là tuyệt đối chúng ta sẽ không thỏa thuận thông qua những cái hình thức đó nha quý cô chú anh chị. Và chúng ta làm việc là phải giấy trắng mực đen rõ ràng. Và có một điều mà quý cô chú anh chị và các bạn đi mua nhà thì cũng rất ít để ý, đó là ngoài những cái thỏa thuận về những cái pháp lý của cái bất động sản đó, thì khi mà chúng ta làm hợp đồng á, thì phải nhớ phải giao kết rõ ràng cái thời gian, cái địa điểm là chúng ta ký hợp đồng là ở đâu, sang tên thì tên, địa chỉ văn phòng công chứng đó là văn phòng công chứng nào, để tránh cái việc mà người bán họ gài kèo để họ hủy cái hợp đồng đặt cọc đó nha quý cô chú anh chị. Và hiện tại thì khi mà luật dân sự và luật công chứng nó vẫn còn chưa thống nhất để điều chỉnh hay là một cái quy định cụ thể về những cái trường hợp như thế này, thì tốt nhất là chúng ta phải nắm vững những cái vấn đề cơ bản như trên để mà có những cái phương thức giao dịch sao cho nó phù hợp nha. Và đó là những cái cảnh báo xung quanh cái hợp đồng đặt cọc công chứng mà bên bán lẫn bên mua đều phải lưu ý những cái đặc điểm và những cái hình thức đó nha, để cho chúng ta được giao dịch an toàn hơn. Tiếp tục cập nhật một vài thay đổi liên quan tới luật đất đai 2024 mới đây,
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì ở luật đất đai này có quy định rõ ràng về 7 cái trường hợp bị hủy sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì hôm nay em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn để cho mọi người có thể nắm kỹ hơn về những cái thông tin mới này, để cho mọi người có thể cập nhật để mà tránh những cái rủi ro khi giao dịch cũng như là những cái chuyển đổi liên quan tới bất động sản hơn quý cô chú anh chị. Và thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 6 điều 152 của luật đất đai số 31 năm 2024 QH15. Nếu mà trong cái trường hợp bị thu hồi sổ như những cái trường hợp trước đây em cũng đã nêu rồi, chiếu theo cái khoản 2, khoản 5 của điều 152 luật đất đai 2024 mà người dân họ cố tình không giao nộp lại giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền được quyền hủy sổ đỏ đã cấp trước đó nha quý cô chú anh chị. Sổ đỏ sẽ bị hủy khi mà người sử dụng đất hay là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc một trong những cái trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận nhưng lại không giao nộp giấy chứng nhận đó. Và các trường hợp đó bao gồm, đó là thứ nhất là bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trên sổ đỏ, sổ hồng. Có nghĩa rằng là cái cuốn sổ của mình á, diện tích đất trên đó đã bị thu hồi rồi nhưng mà mình đang còn giữ cuốn sổ, mình không giao nộp lại thì mình sẽ bị hủy sổ luôn nha quý cô chú anh chị, coi như là cuốn sổ đó không có giá trị nữa đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là đối với người sử dụng đất hay là chủ tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận nhưng mà chủ tài sản lại không giao nộp cuốn sổ cũ, có nghĩa rằng là giữ cả hai cuốn sổ luôn, sổ mới sổ cũ luôn, cấp đổi sổ mới rồi nhưng mà không giao nộp sổ cũ thì cũng sẽ bị hủy sổ đó luôn nha quý cô chú anh chị. Và trường hợp thứ ba đó là đối với người sử dụng đất hoặc là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà bắt buộc cần phải cấp mới giấy chứng nhận. Có nghĩa rằng là khi quý cô chú anh chị và các bạn đi thực hiện chuyển nhượng nè, hay là hoàn công nè, hay là đi điều chỉnh một số thông tin liên quan tới sổ, mà cái quy định thì là nếu như làm như vậy thì sẽ bắt buộc cấp mới giấy chứng nhận, giấy chứng nhận theo mẫu mới nha quý cô chú anh chị. Còn cái mẫu mới thì hôm sau em sẽ lên clip em nói chi tiết về cái mẫu mới như thế nào. Thì kể từ ngày 1 tháng 8 trở đi thì người dân nếu như mà thuộc diện bị thu hồi sổ cũ thì sẽ được cấp theo cái mẫu mới, mà cái mẫu mới nó khác hoàn toàn so với là cái mẫu cũ luôn nha quý cô chú anh chị. Cho nên là mọi người hãy lưu ý, nếu như chúng ta thuộc cái trường hợp là phải cấp mới, không có được cập nhật, không có được làm này làm kia nữa, mà những cái trường hợp đó thì em đã cũng đã nêu rất là kỹ ở nhiều clip trước rồi, thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể xem lại ha. Đó thì những cái trường hợp đó sẽ buộc phải cấp mới nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà cấp mới mình lại không thực hiện, mình lại không giao nộp, hay là mình không thực hiện giao nộp để mà cấp mới giấy chứng nhận thì sẽ bị hủy cái sổ cũ đó luôn nha quý cô chú anh chị. Cho nên là trong cái quy định tại luật khoản 6 điều 152 của luật đất đai cũng có nói rõ rất là rõ rồi. Và thứ tư cũng đặc biệt quan trọng, mọi người hãy lưu ý, cực kỳ lưu ý nha. Tại cái thời điểm mà cấp giấy chứng nhận á, giấy chứng nhận đó không đúng các thông tin. Thứ nhất là về thẩm quyền người ký, có nghĩa rằng cái mộc đó đóng dấu nhưng mà không đúng thẩm quyền. Cái người đóng dấu, người thực hiện ký để mà cấp sổ hồng đó không đúng thẩm quyền thì sẽ bị thực hiện là thu hồi nha quý cô chú anh chị và bị hủy cái sổ đó. Thứ hai đó là đối với các đối tượng sử dụng đất, sai đối tượng cũng bị thu hồi và bị hủy sổ luôn. Thứ ba đó là về diện tích đất, diện tích mà sai lệch khác với các hiện trạng đất thì rõ ràng là sẽ bị thu hồi và hủy cuốn sổ đó. Và tiếp theo đó là cái thời hạn sử dụng đất cũng vậy. Thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để ý là đối với những cuốn sổ mà nông nghiệp, những cái loại đất mà có thời hạn sử dụng nhưng mà quý cô chú anh chị và các bạn để đó không gia hạn á thì cũng sẽ bị thu hồi và hủy sổ luôn nha. Tiếp theo đó là sai lệch về cái nguồn gốc sử dụng đất và cái loại đất không đủ điều kiện được cấp sổ, là những cái liên quan, những cái sai lệch về thông tin thôi, những cái thông tin này nó sai thôi thì sẽ bị thu hồi và hủy sổ nha quý cô chú anh chị.
Thì trong cái phần này thì em thấy có cái mục là diện tích đất là mọi người hãy lưu ý. Chúng ta cũng không có thể biết được, tại vì chúng ta đâu phải là nhân viên đo đạc, chúng ta cũng không phải là những nhân viên mà rõ ràng về pháp lý để mà tự kiểm tra được cái diện tích đất của mình nó có đúng hay không, hiện trạng nhà của mình xây dựng nó có chính xác hay không, đúng móc ranh hay không. Cái này thì thật sự là cũng phải đo đạc lại mới biết. Cho nên là cái phần diện tích đất này á, thì rất khó để mà người dân nhận biết được rằng là cái miếng đất của mình, căn nhà của mình hiện tại đang ở, nó có đúng hiện trạng không, đúng diện tích hay không hả quý cô chú anh chị. Thế cho nên là cái phần này cũng rất là khó hả quý cô chú anh chị. Nếu như mà không đúng thông tin về diện tích đất á, thì cũng sẽ bị là thực hiện là thu hồi và cấp sổ mới, hay là hủy sổ luôn, thậm chí là hủy sổ luôn. Và cái trường hợp như thế này, nếu giấy chứng nhận mình là không đúng các thông tin đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy để ý cái phần này nha. Đó là một thứ tư rồi. Thứ năm, trường hợp thứ năm đó là đối với giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền họ tuyên hủy. Có nghĩa rằng là họ tuyên hủy cái giấy chứng nhận đó là chắc chắn là sẽ bị hủy giấy chứng nhận rồi. Và tiếp theo nữa đó là đối với trường hợp thực hiện đấu giá giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án hoặc là cơ quan thi hành án mà người thi hành án lại không nộp cái giấy chứng nhận đã cấp. Có nghĩa rằng là cái người thi hành án á, trước đây thì bắt buộc là phải nộp, nhưng mà anh giữ khư khư trong người á, tòa tuyên án rồi phải thi hành án nộp cái cuốn sổ đó, nhưng mà lại không có bàn giao thì cũng sẽ bị hủy luôn, cái cuốn sổ đó không còn giá trị nữa. Và một cái trường hợp cuối cùng đó là đối với cái trường hợp đã có bản án, quyết định của tòa án đã được thi hành, hoặc là các văn bản kiến nghị về việc thi hành án của cơ quan thi hành án quyết định theo quy định có nội dung là yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Đó là đối với những cái bản án, những cái cơ quan thực thi hành án họ có được những cái quyết định rằng là phải thu hồi, nhưng mà người dân, những người mà thực hiện thi hành án đó, họ không có cung cấp, họ không có nộp lại sổ cũ thì bị hủy luôn. Cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy lưu ý nha. Đó là toàn bộ những cái nội dung liên quan tới cái việc là sẽ bị hủy sổ, 7 cái trường hợp sẽ bị hủy sổ kể từ ngày 1 tháng 8 nếu như chúng ta thuộc một trong 7 cái trường hợp như trên. Đó, cho nên là mọi người cũng lưu ý xem kỹ lại coi thử mình có phải là cái trường hợp như trên hay không. Đó, nếu như mà sai diện tích đất mà bị bắt buộc là phải nộp lại sổ cũ để mà cấp lại sổ mới chẳng hạn, nhưng mà chúng ta lại không nộp sổ thì cũng bị hủy luôn, hủy sổ luôn. Cho nên là sai diện tích đất thì chúng ta sẽ thực hiện là cấp lại sổ mới, đo đạc cấp lại sổ mới nha quý cô chú anh chị. Đó là những cái trường hợp mà em thấy ở trên thực tế hiện nay rất là nhiều người vướng phải, đặc biệt là đối với những cái mảnh đất nông nghiệp á, nó không phải là đúng hoàn toàn. Ví dụ như có một miếng đất mấy ngàn mét vuông, nhưng mà thời điểm này đo lại khác, thời điểm sau đo lại khác, mỗi anh địa chính xuống đo mỗi khác nữa, nó không có đúng chính xác được 100% của cô chú anh chị. Cho nên là trên thực tế thì cũng khó quản cái phần này lắm. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta kỹ thì hãy nên đi cấp lại sổ mới đi. Nếu trong cái trường hợp phải cấp lại sổ mới thì chúng ta nên đi cấp càng sớm càng tốt, thực hiện đổi lại mẫu sổ mới là an toàn nhất nha quý cô chú anh chị. Tuy nó mất thời gian nhưng mà chúng ta sẽ được cái là an toàn. Đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy để ý cái phần này để khi mà mình thực hiện giao dịch hay là làm bất cứ cái thứ gì liên quan tới sổ thì nó sẽ được thuận lợi hơn, nó tránh gặp những cái rắc rối liên quan ha quý cô chú anh chị. Có nhiều người thì không biết là mình thuộc diện là mình phải bị thu hồi sổ, và mình cứ giữ khư khư cuốn sổ đó, tưởng rằng là cuốn sổ đó là còn hiệu lực. Tuy nhiên thì theo quy định của luật á, là phải nộp lại và phải cấp sổ mới, nhưng mà người dân lại không biết, hoặc là nhiều người họ không có rành lắm thì họ để đó luôn, và thế là cái cuốn sổ đó nó không còn giá trị nữa. Thế cho nên là mọi người cũng cần phải cực kỳ lưu ý ở những điểm này nha. Mới đây có bạn Hùng Nguyễn mới đặt một cái câu hỏi trên kênh có nội dung như sau. Anh cho em hỏi, em đang làm sổ đỏ lần đầu, đã được các cơ quan xác nhận là có nguồn gốc trước năm 1993 và được chủ tịch phường xác nhận là không có tranh chấp. Nhưng khi ra bộ phận một cửa lại nhận được cái thông báo
là đất công ích thuộc quyền sở hữu của phường, xã quản lý. Như vậy thì mình nên làm cách nào để được cấp sổ đỏ vậy anh? Em cảm ơn. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quan tâm tới kênh Bất Động Sản Thường Ngày để lại những cái câu hỏi cực kỳ quý báu, cực kỳ cần thiết và rất là sát với tình hình thực tế hiện nay. Và trong video này, nội dung của video này em hy vọng là sẽ giải đáp được những cái thắc mắc liên quan tới những cái câu hỏi của quý cô chú, anh chị và các bạn hiện nay đang gặp phải. Trước đây thì ở clip trước em có lên một cái video nói về các trường hợp được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 khi mà luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Còn ở clip này em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị 7 cái trường hợp không được cấp sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu bên trong clip này nha. Và mới đây, khi luật đất đai 2024 đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì cũng đã quy định rất rõ là những cái trường hợp được cấp sổ đỏ và những cái trường hợp không được cấp sổ đỏ. Trong đó thì những cái trường hợp được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể tìm hiểu ở clip trước, em đã giải thích rất là chi tiết từng trường hợp rồi ha. Quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể xem lại ở clip trước. Còn clip hôm nay thì em sẽ nói về những trường hợp không được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ở trong luật đất đai quy định chính xác tại khoản 1 điều 151 của luật đất đai năm 2024 có quy định rõ ràng là 7 trường hợp sẽ không được cấp sổ đỏ. Đó là những cái loại đất như sau. Thứ nhất, đó là đối với loại đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích công ích. Vậy thì ở trường hợp thứ nhất này, đối với những cái loại đất nông nghiệp mà được sử dụng quy hoạch cho cái mục đích công ích, có thể làm trường học, có thể làm ủy ban nhân dân, có thể làm bệnh viện, có thể làm công viên cây xanh chẳng hạn, thì sẽ không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Mọi người nên lưu ý xem kỹ cái phần quy hoạch. Và trường hợp thứ hai, đó là cái loại đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại điều 7 của luật đất đai 2024. Trong đó sẽ bao gồm các công trình công cộng, hành lang bảo vệ an toàn các công trình. Thứ hai là loại đất có mặt nước của sông hoặc là mặt nước chuyên dùng. Thứ ba, đó là quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thứ tư, đó là loại đất để mà làm các dự án đầu tư. Thứ năm, đó là đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao quản lý, đất chưa giao, chưa cho thuê tại các địa phương. Thì cái trường hợp của bạn Hùng Nguyễn có đặt câu hỏi ở đầu clip em có nêu ra, thì em nghĩ rằng là đất của bạn đó đang nằm trong cái trường hợp này. Đó là cái loại đất được sử dụng vào mục đích công cộng được giao quản lý, hoặc là đất chưa giao, chưa cho thuê tại các địa phương. Ngoài ra thì cũng còn có loại đất chưa được sử dụng tại các đảo, chưa giao cho các đơn vị hành chính quản lý, và đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Đó, có rất là nhiều các loại đất mà không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Tuy nhiên, chúng ta có một cái lưu ý là các trường hợp đất được giao để mà sử dụng chung hoặc là để quản lý thì vẫn được cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích sử dụng theo quyết định được giao cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Có nghĩa rằng là có thể trường hợp, cũng một số trường hợp vẫn được nha, vẫn được cấp sổ. Cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn, sau khi luật có hiệu lực thì chúng ta nên quay trở lại để mà tìm hiểu kỹ, nhờ một người am hiểu về luật, nhờ một người mà rành về pháp lý để hỗ trợ, cũng như là giải đáp những cái thắc mắc trong cái quá trình làm hồ sơ hơn quý cô chú anh chị. Tại vì chúng ta cũng không có thể mà tự mình cập nhật cho mình được những cái quy định quyết định được. Rất là nhiều các quy định chồng chéo lẫn nhau, cho nên là cần một người chuyên trách, có thể là luật sư cũng như là chuyên viên pháp lý gì đó liên quan tới giấy tờ thủ tục nhà đất, để mà hỗ trợ cho mình, cho cái công việc của mình nó nhanh hơn, gọn hơn nha. Và tiếp tục, loại đất thứ ba không được cấp sổ, đó là loại đất thuê lại của người sử dụng đất. Nhưng mà đối với cái trường hợp thuê hoặc là thuê lại đất của chủ đầu tư có kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư
đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt rồi á, thì vẫn được cấp giấy chứng nhận nha quý cô chú anh chị. Và loại đất thứ tư đó là đất nhận khoán. Mọi người nên lưu ý là đất nhận khoán vẫn được công nhận quyền sử dụng đất nếu là đất sử dụng cho mục đích là nông, lâm nghiệp, có nguồn gốc là đất giao, giao đất, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015 theo hình thức là giao đất nhưng không thu tiền sử dụng với phần diện tích là đang sử dụng và không vượt quá cái hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân. Cái mục này thì đọc hơi rối thật, nhưng mà em nghĩ thì cũng có một số trường hợp gặp phải những cái loại đất nhận khoán như thế này ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa hoặc là những cái khu vực mà làm nông nghiệp nhiều á quý cô chú anh chị. Thì mọi người nên lưu ý cái mục đất nhận khoán này nha. Đất nhận khoán bình thường á thì sẽ không được, nhưng mà cũng có một số trường hợp ngoại lệ sẽ được hỗ trợ làm sổ nha. Và tiếp tục loại đất thứ năm đó là đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, trừ các trường hợp đã quá 3 năm rồi kể từ khi có quyết định thu hồi rồi nhưng mà không có thực hiện thì vẫn được cấp sổ nha. Đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng để ý cái phần này là đối với những cái loại đất nào mà đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền rồi nhưng mà nó đã quá 3 năm rồi chưa thấy ai tới thu hồi hết thì vẫn được hỗ trợ nha quý cô chú anh chị. Còn đối với các loại đất nào mà bị có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền rồi ấy, thì sẽ không được cấp sổ. Và tiếp tục loại đất số 6 không được cấp sổ đó là đất đang bị tranh chấp, kê biên hoặc là đang bị áp dụng các biện pháp để mà đảm bảo thi hành án hoặc là quyền sử dụng đất đang bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định. Như vậy thì đối với các loại đất nào mà đang còn tranh chấp, đang còn kiện tụng, đang bị kê biên để mà điều tra, kiểm tra, để mà thực hiện thi hành án thì sẽ không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Và trường hợp cuối cùng sẽ không được cấp sổ đó là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để mà xây dựng các công trình công cộng nhằm phục vụ mục đích kinh doanh. Đó là 7 cái loại đất không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Mọi người nên lưu ý 7 cái loại đất này để khi chúng ta làm các thủ tục cấp sổ mới theo quy định của luật đất đai mới 2024 được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và hy vọng rằng là qua clip này thì em cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của bạn Hùng Nguyễn về câu hỏi của bạn ha. Tuy nhiên bạn nên lưu ý một cái vấn đề như thế này là cái thời điểm bạn đi hỏi, bạn đi tìm hiểu để mà cấp sổ là cái thời điểm nào. Có thể là trước mùng 1 tháng 8 năm 2024 thì cái quy hoạch cũng như là những cái quy định trước đó luật chưa có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo cái quy định cũ, thì có thể là đất đó nó không đủ điều kiện. Tuy nhiên thì qua ngày 1 tháng 8 năm 2024 rồi thì luật mới được áp dụng thì lại loại đất đó được đủ điều kiện thì sao? Và bạn nên xem rõ là cái quy hoạch sử dụng đất mới nhất nha, áp dụng cho cái loại đất của bạn là loại đất gì, có phù hợp quy hoạch hay không. Mục tiêu là nó phù hợp quy hoạch hay không ha. Nếu phù hợp quy hoạch đó, thì sẽ được cấp, còn không phù hợp quy hoạch hoặc là thuộc một trong 7 cái trường hợp mình đã nêu thì sẽ không được nha. Thì bạn nên tìm hiểu kỹ cũng như là phải đi kiểm tra thêm một lần nữa sau ngày 1 tháng 8 năm 2024. Và tốt nhất là đợi qua một tháng đi, có thể tháng 9 hoặc tháng 10 bạn hãy đi hỏi. Tại vì khi luật mới ban hành á, thì cũng còn đợi những cái hướng dẫn, những cái điều chỉnh liên quan tới luật sao cho phù hợp nữa. Cho nên là theo ý kiến cá nhân của em á, thì bạn nên nhờ một người mà rành về các thủ tục pháp lý tại khu vực tại cái khu vực bạn đang ở, cũng như là nắm rõ các thủ tục, những cái luật mới được ban hành và áp dụng như thế nào, thì hỗ trợ mình trong cái việc là xin cấp sổ mới sao cho nó thuận lợi nhất nha. Và trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ. Hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một phần nào đó trong việc cập nhật những cái thông tin mới liên quan tới luật đất đai ha. Trong thị trường bất động sản, đặc biệt là những cái giao dịch liên quan tới thị trường bất động sản, những giao dịch chuyển nhượng, mua bán cũng như là tặng cho, thì rất là nhiều người đang quan tâm tới các vấn đề liên quan tới những cái khoản tiền mà mình phải đóng khi mà thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hôm nay thì em xin chia sẻ đến với quý cô chú anh chị và các bạn theo luật mới nhất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì những cái trường hợp mà được miễn tiền sử dụng đất khi mà chúng ta giao dịch bất động sản ha. Hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn trong một số tình huống nào đó về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giảm thiểu đi cái chi phí liên quan tới việc là thực hiện các nghĩa vụ tài chính hơn quý cô chú anh chị. Mới đây thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 103 quy định về việc là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và trong đó có nêu rõ những cái quy định về tiền sử dụng đất hả quý cô chú anh chị. Và cụ thể là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay là công nhận quyền sử dụng đất, và thì cái việc miễn tiền sử dụng đất sẽ được áp dụng vào các trường hợp như sau. Thứ nhất là thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc là bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính nữa thì sẽ được hỗ trợ làm miễn tiền sử dụng đất ha quý cô chú anh chị, và trong luật này sẽ nêu chi tiết từng đối tượng luôn ha. Rồi thứ hai đó là đối với người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đó, vậy thì là đối với các trường hợp là đối với người dân tộc thiểu số mà hộ nghèo và hộ gia đình nào mà sống tại các địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và thứ ba đó là đối với đất ở cho người phải di dời khi mà nhà nước thu hồi đất và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người. Có nghĩa rằng là đối với những cái khu vực sạt lở chẳng hạn quý cô chú anh chị đó, hoặc là những cái khu vực nào mà nó có ảnh hưởng, nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người thì sẽ được hỗ trợ di dời ha, và miễn tiền sử dụng đất. Và trường hợp thứ tư đó là đối với hộ gia đình cá nhân khi mà nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở khi mà di chuyển chỗ ở, lúc đó mà không có đủ điều kiện về bồi thường và cũng không có cái chỗ ở nào khác trong địa bàn luôn thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất hơn quý cô chú anh chị. Và thứ năm đó là đối với các loại đất tại dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nghĩa trang để mà chuyển quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng xây dựng sở hữu cho cốt và những cái khu chủ đầu tư họ bố trí để mà phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội thì những cái khu vực này là sẽ được miễn tiền sử dụng đất. Và có một cái điều cũng rất là quan trọng mà rất là nhiều người cũng đang quan tâm, đó là việc miễn tiền sử dụng đất khi mà cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất chuyển mục đích sử dụng từ là đất không phải là đất ở sang đất ở, hay là do tách hộ đối với các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Và bên cạnh đó thì những cái hộ gia đình, những người có công với cách mạng thuộc các đối tượng là miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và còn một cái nữa đó là đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, những khu vực nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng sẽ được miễn tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và đó là những cái trường hợp được miễn tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 8 khi mà luật đất đai có hiệu lực hả quý cô chú anh chị, và chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất rồi. Mọi người cũng nên lưu ý những cái trường hợp như trên để khi mà chúng ta làm các thủ tục liên quan, nếu như thuộc những cái trường hợp như trên thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất nha. Và đó là những cái thông tin nhanh về những cái trường hợp được miễn tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn một phần nào đó trong việc cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.